Tôi cũng chưa đi xuyên từ Sapa sang Lai Châu bao giờ. Lớn từng này tuổi rồi, nhưng mà hôm nay có Mobi Home cho nên là phải làm một chuyến. Úi rồi, chả nhìn thấy đường đâu. Đúng là phê phượt. Nhưng mà quả phê phượt này với cái con Mobi Home cho nên là cũng giá trị đấy. Cộng đồng phê phượt thân yêu ơi, chân này tê hết luôn, tay mỏi nhừ luôn. Mọi người ơi, chúng tôi xin chia sẻ một chút với mọi người nhé. Chúng tôi sẽ không dừng lại ở Sapa nữa, bởi vì có hai vấn đề. Thứ nhất là hồ Xéo Mỹ Tỉ thì đoạn đường vào hồ đang thi công rất là nặng, có tí ù tai, cho nên là xe Mobi Home và kể cả pick up cũng không vào sâu được. Cho nên chúng tôi sẽ chuyển lại hành trình là chúng tôi đi thẳng sang Lai Châu luôn, vào bản Xéo Xìn Hồ, Xìn Suối Hồ, quên cái gì hồ nhỉ, Xìn Suối Hồ thì phải, đúng rồi. Thì đi vào đấy, bởi vì trên Sapa thì tôi thấy hàng chục nghìn người đã quay rất nhiều cảnh đẹp ở đây rồi. Cho nên là thôi, cần gì thì team phê phượt Mobi Home sẽ không review Sapa theo cách của mình nữa, mà là để dành lại một dịp khác vậy. Bởi vì bọn tôi chỉ nhắm đến cái Xéo Mỹ Tỉ thôi, nhưng mà Xéo Mỹ Tỉ đợt này nó lại lỡ như vậy rồi, cho nên là chúng ta sẽ hẹn một dịp khác với Xéo Mỹ Tỉ. Đây, chỗ này chạy thứ ba. À, cũng xin giới thiệu mọi người thêm là tất cả những cái cung đường mà nó nguy hiểm ấy thì tỉnh Lào Cai đã mở rộng hết ra rồi. Khiếp, lên núi mà nó rộng thênh thang như đường dưới mặt bằng này, không có gì cả đâu, thoải mái chạy, đường rộng lắm rồi, to. Mọi người ơi, lâu lắm rồi, chắc phải hàng chục chuyến lên Sapa rồi, bữa nay mới được cái chuyến nó gọi là nhìn thấy thác bạc nó có nhiều nước. Chứ bình thường thì tôi toàn thấy khe nước bạc thôi. Mà nếu mà nói lên anh em cười chết. Nhưng mà đây, mọi người thấy rồi nhá, đâu cũng là nhà của phê phượt, đã lên đến chân thác bạc, chuẩn bị chạy một phát sang Lai Châu luôn. Hôm nay trời mưa, đường mù hơi trơn trượt. Mọi người lưu ý khi đi nhá, lốp độ AT đi mọi địa hình. Đi tới. Mọi người thấy hôm nay này, vừa mưa cho nên là hôm nay người ta gọi là mọi người thì đi săn mây, mà hôm nay bọn tôi là bị mây săn người. Đây, gần đến cổng trời Heaven Gate đây này. Mây săn người, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Rồi ôi, đấy, sắp đến Tam Đường rồi, còn 30 km nữa thôi. Úi dồi ôi, mờ mịt thế này mà đường xuống dốc liên tục 26 cây này, đấy, đi số thấp này thì đi số 3 thử xem sao. Tôi cũng chưa đi xuyên từ Sapa sang Lai Châu bao giờ. Lớn từng này tuổi rồi, nhưng mà hôm nay có Mobi Home cho nên là phải làm một chuyến. Úi dồi, chả nhìn thấy đường đâu, mờ quá, kinh quá, tối mịt luôn ý. Mà bây giờ mới có 4 giờ chiều chứ mấy, 4 rưỡi, không nhìn thấy một tí nào bên cạnh này luôn, mọi người thấy không. Số mình hôm nay được mây nó săn, vui ghê cơ. Mây nó săn mình phải cẩn thận, nguy hiểm, nhìn cũng nhìn thấy đường. Tầm nhìn nó chỉ được có 30 mét thôi. Mà mọi người lưu ý là một chiếc Mobi Home này nó là chiếc to, chứ không phải là cái chiếc pick up để mà mọi người có phi sầm sầm được. Không phi sầm sầm được đâu. Chạy 40, nó cho chạy 40, nhưng mà mình đi đến Mobi Home này thì kịch thủ lên được 40 thôi. Vậy nó quá, không gian từ tầm nhìn không có, đường thì rất là trơn, rất nguy hiểm. Bây giờ là lạnh rồi, anh em toàn quần short áo phông thế này. Quả này là chắc chắn là đêm nay là điều hòa domestic ở trên Mobi Home này khỏi bật rồi, chỉ lo còn lại em muỗi thôi, chứ còn thì cộng sự của tôi ông ấy vứt luôn cái màn của tôi về mất rồi. Thế chứ này, à đấy, bớt rồi, hết cái điểm mù rồi. Đấy, cua tay áo 300 m. Đi
đèo xuống bên này thì cũng hơi có cảm giác tí, còn so với cả mấy cái phía đông bắc thì chưa bằng thua. Đi vẫn ngon lắm, đường vẫn nuột lắm. À, chúng tôi cùng chiếc Mobi Home đã lang thang vào đến cái gần đến cái bản suối cái gì xin suối hồ rồi, ở Lai Châu rồi. Đây là cánh đồng hoa hồng này, nhưng mà nó tôi thui. Thế nhưng mà đây là một cái trải nghiệm mà thực sự là thích đấy. Đây đúng là phê phượt đấy. Cũng báo cáo mọi người là cái đường này thì đẹp. Đoạn này vào cái bản này nó sâu rồi nên nó đẹp. À, đúng là phê phượt. Nhưng mà quả phê phượt này với cái con Mobi Home cho nên là cũng giá trị đấy. Cái đường vào bản thì người ta đang sửa chữa làm đường. Số cái hành trình này của chúng tôi là đúng là thử xe, tuyền là gặp những cái đường đang sửa chữa thôi. Thế nhưng mà đã nhắc lại một câu là đã đi con 167 rồi, quốc tỉnh lộ đấy rồi thì tất cả cái đường này mũi đi. Đấy, sóc nhảy nó đóm luôn. Không vấn đề gì. Mọi người ơi, mồi ổ bánh patile luôn. Đêm hôm lọ mọ, anh em chúng tôi lại bị lạc đường. Vừa rồi mọi người thấy cái pha lùi xe rồi đấy. Tôi nói thật là ban ngày cái đường này vào còn sương sẩu luôn, nên đừng có nói là buổi tối như thế này. Nhắc lại một câu là đã đi con 167 rồi, quốc tỉnh lộ đấy rồi thì tất cả cái đường này mũi đi. Tất cả cái đường này mũi đi. Chả biết đường nào mà lần. Nhưng mà thôi không sao, đi thế này thì anh em cống hiến cho những người xem những pha lái xe và thử thách con Mobi Home này dã man luôn ấy. Khiếp thật ấy. Tối đen như mực xung quanh hết rồi. Đường xấu lắm. Thôi chỉ quay chớp nhoáng đi thôi, xong rồi để tắt đèn đi để cho còn lái, chứ không thì sợ không lái nổi cái đường này luôn ấy. Thôi mọi người yên tâm, chúng tôi kiểu gì quyết chiến quyết thắng phải vào bằng được cái bản này. Ở đời làm gì có ai lọ mọ như này đâu, nhưng mà thôi kỷ niệm trong đời. Làm một lần cho biết. Thôi tắt đèn đi em ơi, còn lái thôi em ơi, không nhìn được đường đâu. À, cộng đồng phê phượt thân yêu ơi, chân này tê hết luôn, tay mỏi nhừ luôn. Bởi vì là hôm nay anh em tôi là người lớn nhưng mà vẫn nghịch dại, vẫn vác con Mobi Home này leo lên vào bản cái gì? Bản Xìn Hồ, suối Xìn Hồ. Nó dã man lắm, bây giờ không nhớ nổi nó là bản gì, chỉ biết là bản Xìn Hồ thôi. Từ cái ngoài có đoạn đường vào đây nó làm rất nhiều và còn vẫn còn đi được, nhưng mà vào bên trong này bây giờ này là 8 giờ tối, tối đen như mực xung quanh. Đây xe leo được khoảng mười mấy cây rồi, còn khoảng chục cây nữa là vào được đến bản. Nhưng mà thực sự là bọn tôi rất là mệt luôn, và xe thì côn khét lẹt luôn, và chúng tôi đang phải dừng lại một lúc để cho máy nó hồi lại một chút và nghỉ một tí tẹo để chúng tôi chinh phục nốt 10 km còn lại. Trong đời tôi ấy, từ ngày mà tôi là sinh viên ấy, tôi cũng đi phượt bằng xe máy, đi rất nhiều nơi rồi. Đi đêm ở đèo Cao Bằng, bãi vàng Na Rì rồi, nhưng mà tôi lái chiếc Mobi Home 16 chỗ này. Mọi người ơi, bây giờ là 9 giờ. Chúng tôi đã lên đến bản rồi. Xin suối hồ rồi.
Nhưng mà một chia sẻ một cái là như này, chiếc Solati của tôi vừa chở đầy 200 lít nước nữa. Thế mà cái đường vào bản ấy nó đã rất cao rồi, đêm hôm lọ mọ rồi, nhưng cái cua vào cái bản này này, cái góc cua nó quá hẹp luôn mà nó dốc ngược. Thế là cài số 1 rồi, đạp thốc ga rồi, nó cứ lùi xe xuống, miết hết các kiểu tuột lên được. Chúng tôi cái cua khúc cuối cùng để vào đây, cảm giác mình rụng hết cả tim ra, cảm giác khó tả lắm. Cảm giác như là bạn có biết là đang leo lên một cái đỉnh dốc ngược như này mà nó cứ tuột xe xuống, nó quá áp lực. Và tay chân tôi xuống được đến đây, tôi đứng được đây rồi, tôi cảm thấy là tôi rất hạnh phúc khi được đi một cái chuyến như thế này. Một lưu ý cho các bạn khi đến bản Xin Suối Hồ, nếu các bạn nhờ chị Google Maps chỉ đường thì các bạn đừng tìm từ khóa bản Xin Suối Hồ nhé, chị sẽ chỉ chúng ta đi về một nơi rất xa đấy. Bạn hãy tìm từ khóa bến xe Xin Suối Hồ hoặc hội thánh Xin Suối Hồ nhé. Hãy nhìn con đường màu xanh lá cây để thấy chị Google đã đưa chúng ta đi xa như thế nào. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ đưa tăng ra để sợ đêm mưa, hôm nay đã mưa rồi. Và dự báo thời tiết của cái chuyến này thì mọi người đều nói nó sẽ mưa. Nhưng tôi đưa tăng ra để chúng tôi nấu nướng cho nó an toàn chút. Không cẩn thận thì ngày mai em lại ở lại đây luôn thì đã kệ, không về bộ. Một cảm xúc kinh khủng. Mai tôi sẽ review toàn bộ cái chiếc xe này ở đây vì nó đã rất đáng yêu, nó đã đưa chúng tôi leo lên được cái đỉnh này. Mà trong đêm hôm mà đường quá sâu, khiếp thật. Đấy, đưa tăng ra thế này thôi, thế này đủ rồi đấy. Bây giờ là anh Tuấn anh ấy cắt tiết gà. Đấy mọi người, tôi thì đang rửa rau trên chiếc mobile home để lát sẽ làm món rau muống. Mà rau muống này mua của người dân tộc ở đây nó xanh ngắt, nó sạch của nó, rau muống cạn ấy, rất là đặc sản luôn. Bây giờ lại vui rồi, lại thấy tươi tỉnh sau khi leo phát này rồi. Thế bây giờ mọi người xem con gà nó đang chạy nhá. Bây giờ cắt tiết tại chỗ để phạt lông thì mọi người thấy được là gà chuẩn mang theo suốt hành trình đấy, chứ không phải là gì đâu. Đấy, rau đã xong, chỉ để đây để tí luộc. Em cứ mổ gà đi, anh chuẩn bị bếp. Nào, bây giờ mình chơi bếp xịn đi. Hay là chơi bếp này. Thôi bật cái bếp, lấy cái càng chân kia lên cho nó cao, đúng không? Xong mình lại tuôn cái kia, đúng không? Nó hoành tráng. Đây, mọi người nhìn này. Này, quân tư trang đầy đủ không? Ấy. Đây, gà đấy. Đây. Rồi, lắp cái bếp này lên nhìn đẹp như trong phim. Như phim nước ngoài. Đấy. Đây này. Chính là review xe mà phải chơi được kiểu này. Đấy. Rồi, một em. Nó lại thành cái bàn để mà mình bất kỳ đứa gì cũng được luôn đấy. Mọi người ơi, chúng tôi chuẩn bị xong bữa tối rồi, hơi bực mình với Duy Béo một tí. Đang làm mất chìa khóa xe ô tô đấy. Có gà luộc này, tráng miệng là dứa này, rau muống luộc này, dân tộc này, chấm bằng chẩm chéo của người dân tộc ở đây này. Đây này, đấy, hoành tráng, cái bát này là kiêm luôn các kiểu nhé. Bia biếc đầy đủ. Thôi bây giờ chúng tôi sẽ thưởng thức với nhau một bữa tối vì chúng tôi đã leo được một cái hành trình quá xuất sắc. Lát chúng tôi ăn món phở. Đấy, phở gà. Nó không đầu đâu lắm đâu nhưng mà cũng hay ho lắm đấy. Giữa rời thì đang mưa nhá. Đấy mọi người thấy không, cái kìa nó đang chảy toe. Nhưng mà con tăng này chịu tốt lắm. Chịu cực kỳ khỏe luôn. Tuấn ơi, cũng đi phát chúc mừng nhau đi. Đã đi được một quả hoành trình. Bỏ cái mũ ra cho nó quen đội mũ ấy. Em mời xem. Rồi mời em nhá. Mời Duy Béo nhá, chịu khó ngồi quay đi. Phạt ấy. À. Rồi thôi, để chúng tôi chén đã đây. Tôi yêu tất cả cộng đồng phê phượt, yêu tất cả mọi người. Yeah!